Anh Trung ơi, chào các em. Anh thấy là đa số những bạn mà đi nước ngoài thực tập sinh nè, ví dụ như anh trước đây anh đi Israel, xong về anh đi Mỹ, xong những bạn đang đi bên Đan Mạch luôn, hoặc là đi những cái thực tập sinh nước khác như là Canada hay Mỹ, thì anh thấy đa số có một cái tâm lý chung là khi mà thực tập xong á, quay trở về Việt Nam thì nó có một cái trạng thái tâm lý rất là khó chịu, rất là bất ổn và dường như gọi là chán á. Tại vì cái môi trường làm việc mình ở cái nước ngoài nó không phải là quá dài nhưng nó cũng đủ lâu để mình quen cái cách làm việc, con người và văn hóa, cách sống, cách mua sắm, cách tiêu dùng tiền bạc ở bên nước ngoài rồi, những cái nước phát triển rồi. Khi mình quay về Việt Nam mình bị khớp liền. Đó. Mà đi làm lại cho công ty mình thấy lương thấp nè, rồi mình không phù hợp với lại cái văn hóa làm việc ở Việt Nam, rồi mình phải làm quen lại với chính những cái người đồng nghiệp của mình là người Việt Nam, xong mình thấy chán. Hoặc là mình về mình không thể tìm kiếm một công việc phù hợp mà cái thu nhập mình nó tốt giống như ở bên nước ngoài lúc mình đang làm thực tập sinh, nó cũng làm cho mình cảm thấy khó chịu hơn nữa, làm thấy chán nản hơn nữa. Thành ra là anh thấy từ lúc mà về Việt Nam tới lúc ổn lại hoặc là đi tiếp những cái nước khác á, thì cái thời gian nó tầm 6 tháng tới 1 năm thì nó rất mất mất rất nhiều thời gian và làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu và cực kỳ chán nản. Thì trong cái video ngày hôm nay thì anh muốn chia sẻ cái chủ đề đó là mình nên làm cái gì tiếp theo sau 18 tháng thực tập tại Đan Mạch. Tại vì anh muốn là tụi em có một cái mục tiêu rõ ràng và có một cái định hướng để mà khi mà em qua Đan Mạch rồi ấy, thì em về em biết em sẽ làm gì tiếp theo. Em không có bị động giống như anh ngày xưa. Ngày xưa anh đi Israel 2 năm xong anh về anh cũng cảm thấy rất là chán khi anh đang chờ cái hợp đồng để đi thực tập sinh bên Mỹ. Và anh không đi làm được cái gì. Cứ trong trạng thái chờ đợi và nó làm cho mình mất thời gian, mất tiền bạc, công sức. Tiền mình đang kiếm ở bên bên nước ngoài đang đều 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 tháng nào cũng có, xong mình xài nó cũng phóng khoáng, nó cũng thoải mái hơn. Thì khi về Việt Nam mình không có nguồn thu nhập và mình vẫn xài tiền theo cái phong cách ở nước ngoài nó nhiều quá, thành ra là mình cảm thấy là cái tiền mình nó vơi đi rất là nhanh. Tiền thì mất đi nhiều, việc làm thì chưa có, rồi đi làm thì chán, sau đó cứ chờ một cái cơ hội tiếp theo nhưng mà nó rất là lâu, rất là lâu, nên thành ra là mình thấy rất là nản. Nên là khi mà tụi em qua Đan Mạch rồi ha, tụi em phải định hình được là mình nên làm cái gì sau 18 tháng này đây. Thường anh thấy là những tháng đầu tiên, từ 1 tới 6 tháng đầu tiên tụi mình đang làm quen với đất nước Đan Mạch, với con người, với công việc, với bạn bè, mình đi chơi, đi du lịch, mình chưa để ý nhiều đâu. Nhưng mà từ tháng thứ 6 tới tháng thứ 12 tới cái tháng cuối cùng á, bắt đầu em mới đọc để ý, mới suy nghĩ là mình nên làm gì tiếp theo khi mình về nước. Mình có quay lại công việc cũ hay không? Hay mình tìm cái cơ hội gì mới, hay là mình ra mình tự mình làm ăn, mình kinh doanh riêng. Thì anh ví dụ đi ha, thì anh sẽ nêu ra một số cái ý tưởng, một số cái định hướng để em có một cái sườn để em bám vào. Còn khi mà em qua rồi, có cái sườn của anh, em có thể là phát triển ra thêm những kế hoạch mới nó phù hợp với em hơn, với cái định hướng của em hơn, từ đó thì em biết cách làm. Thì nếu như em qua Đan Mạch á, em thấy cuộc sống ở châu Âu rất là tốt, đúng không? Mình thấy rất là phù hợp, mình thấy rất là vui, rất là happy, rất là hạnh phúc ở bên kia, thì em sẽ có xu hướng là muốn ở lại thêm. Thì ngay đất nước Đan Mạch thì người ta bên ngành chăn nuôi á, thì người ta có cái là gia hạn hợp đồng visa cho mình lên 4 năm để mình có thể ở lại lâu dài ha. Thì với những bạn bên farm bò nè, farm heo nè thì các bạn có cơ hội, nhưng những bạn bên farm bên trồng trọt á, thường là thấy là không có cơ hội. Thì những bạn bên chăn nuôi á, mình phải làm sao để mình nỗ lực hơn nữa. Mình muốn ở lại châu Âu, ở lại đất nước Đan Mạch luôn thì mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Mình làm giỏi hơn nữa, mình làm bằng gấp 2, gấp 3 người ta. Và mình thái độ mình tốt hơn, mình thân thiết với lại ông chủ hơn, mình làm chuyên nghiệp hơn, hiệu quả cao hơn. Thì khả năng cao thì lúc mình xin ở lại thì có thể là họ sẽ đồng ý và họ sẽ chấp nhận. Nếu như mà họ thấy mình rất là giỏi mà họ vẫn chưa có nhu cầu để mà giữ mình lại thì họ có thể giới thiệu cho những bạn bè của họ. Thì đó cũng là một cách để em có thể ở lại. Tuy nhiên đó là khi mà em đã ở lại Đan Mạch rồi thì nên mình học luôn tiếng Đan Mạch để mình chi để mà sau 4 năm đó mình có thể mình xin được cái thì mình thi được vô cái gọi là thường trú tại Đan Mạch luôn. Thì khi mà có thường trú rồi thì mình thích làm công việc khác vẫn được. Còn ví dụ như là em giống như em đi, mà em không thích làm bò hay không thích làm heo, nó thời gian nó quá dài đi, mình thích làm những công việc khác, mình thích làm trong nhà khách sạn, mình thích đi làm trong bệnh viện, mình thích đi làm trong ô tô, mình thích đi làm nghề khác à, mình không thích đi làm nông, làm bò, làm heo, làm trang trại nữa. Thì nếu như em vẫn thích châu Âu
thì anh khuyên là trong cái thời gian 18 tháng tại Đan Mạch đó, em nên học thêm một cái tiếng ở một cái nước khác, ví dụ như Đức chẳng hạn, hay là Phần Lan đó. Ví dụ như hai cái nước đó đi, thì khi mà em học đó, thì nó gọi là được học miễn phí đó, tùy theo cái trình độ tiếng của em. Anh ví dụ như là cái tiếng Anh IELTS của em mà em rất là giỏi đi, em có thể thi IELTS được 6.5, 7.7, 7.5, em có thể nộp xin học đại học ở những cái nước mà người ta chấp nhận là học bằng tiếng Anh, học bài học rất là miễn phí. Còn một số nước khác ở châu Âu anh thấy học trường công cũng rất là rẻ, vài ngàn euro là mình có thể học được cả năm rồi đó, nên là nhưng mà mình phải biết cái tiếng của cái nước đó ha. Cho nên là khi em định hình được sau 6 tháng em đã biết em thích ở châu Âu rồi đó, em thích cuộc sống châu Âu, em thích ở bên đó, thì nếu em không thích ở lại Đan Mạch làm, không cần cố gắng trong trang trại, thì em nên học cái tiếng. Anh ví dụ đi, ví dụ như em thích làm nghề khác thì em nên học cái tiếng Đức đó, em nói được tiếng Đức, em viết được, em nghe được, em đọc được, thì em thi được cái tiếng Đức khoảng là B2 á, thì em qua Đức em được học nghề miễn phí. Thì trong lúc mà em đi du lịch, thay vì em chỉ qua Đức em đi chơi thôi, em nên đi lại những cái trường đại học, những cái trường nghề, những cái trường mà người ta đào tạo. Em lên mạng em gợt, em search là nó ra hết trơn à. Em lại đây em hỏi cách thức nhập học sao, điều kiện sao đó, em hỏi, em lấy thông tin em giữ đó, sau em về em luyện tập làm sao để mình đạt được cái điều kiện đó ha. Học tiếng Đức xong rồi, nếu mà mình hết 18 tháng tại Đan Mạch tiếng Đức mình chưa giỏi được sao, chưa được lên được B1, B2 sao, mình có thể về Việt Nam, như em sẽ học nhanh hơn những bạn ở Việt Nam rất là nhiều, tại vì em đã có nền tảng căn bản rồi. Em chỉ cần 6 tháng là em học xong trình độ B2 đó, thay vì các bạn phải học 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm, thì mình đã học ở Đan Mạch trước rồi thì mình về mình học nhanh hơn đó. Thì khi em có cái bằng tiếng Đức B2 này, em quay lại Đức em du học nghề miễn phí, đúng không? Em vừa có việc làm, em vừa được đi học, sau học xong 3 năm học nghề đó theo cái ngành nghề mà em muốn làm, sau đó em chuyển qua em đi làm 2 năm nữa là em có thể là xin được cái thường trú ở bên Đức rồi đó. Anh ví dụ cái mà dành cho những bạn mà không giỏi tiếng Anh, không có khiếu về ngoại ngữ quá nhiều, không có giỏi tiếng Anh 6.5, 7 chấm để học lên thạc sĩ chẳng hạn, hay học cao học, đại học chẳng hạn, thì mình nên chọn con đường là học nghề nếu như em thích châu Âu. Còn ví dụ như là em nói anh là em không thể nào thi được tiếng Anh 7.5, 6.5, em cũng không có muốn ở lại bên châu Âu, cũng không muốn học tiếng Đức hay tiếng Phần Lan hay là tiếng Thụy Điển hay là tiếng Tây Ban Nha gì hết, thì em muốn đi những cái nước nói tiếng Anh, thì có thể là Úc hoặc New Zealand. Anh thấy Đan Mạch về các bạn đi Úc rất là nhiều, New Zealand anh thấy cũng có nhiều bạn đi. Thì bên Úc, New Zealand họ cũng có cái học nghề luôn, và cái tiếng Anh IELTS thì rất là thấp, tầm 4.5 hay 5 chấm gì đó. Với cái sự luyện tập của em bên Đan Mạch đó, 18 tháng mà em đã nói tiếng Anh nhiều hàng ngày rồi đó, thì tiếng Anh của em nó tốt rồi đó. Về em luyện một khóa, hai khóa là em hoàn toàn có thể đạt được cái điểm số đó. Hoặc là những bạn nào có khả năng giỏi thì có thể thi bên Đan Mạch luôn, lấy điểm đó luôn. Xong khi về Việt Nam với số vốn mà em kiếm được ở bên Đan Mạch đó, tầm vài trăm triệu, 400-500 triệu đó, thì em có thể là nộp hồ sơ xin học một cái trường nghề ở bên Úc, New Zealand. Thì em phải tìm hiểu thêm cái chỗ là những ngành nghề nào nó đang cần và những ngành nghề nào nó có cơ hội việc làm về sau ha. Thì khi mà em tìm rồi, em học cái bằng tiếng Anh xong, em đóng học phí, em qua em học học một thời gian vài năm, xong em ra đi làm, thì nó cũng được cái nguyện vọng của em là ở lâu dài ở cái đất nước nói tiếng Anh và đất nước ngoài Việt Nam đó. Thì anh chia sẻ hai con đường ha, một là mình ở lại châu Âu, hai là mình đi tiếp những cái nước nói tiếng Anh như là Úc hoặc New Zealand, nó đang dễ. Cái thứ ba nữa là em muốn về Việt Nam đi, em không có muốn ở cái đất nước ngoài nữa, thì về Việt Nam nó có hai hướng. Một là em ra em khởi nghiệp, em kinh doanh. Hai là em làm cho công ty, đúng không? Thì khi mà làm cho công ty họ yêu cầu cái gì, có thể em sẽ làm trong lĩnh vực nông trại, trang trại luôn. Em vào một phát là họ tuyển em liền, tại vì em có kinh nghiệm ở bên Đan Mạch rồi ha, rất là giỏi. Nhưng mà em không muốn làm công việc trang trại, sao em làm công việc khác, thì họ yêu cầu những kỹ năng gì? Với một người nhân sự mới, họ yêu cầu là em phải làm việc nhóm được, họ yêu cầu em phải làm đạt mục tiêu được, họ yêu cầu là em phải trách nhiệm được. Thì mấy cái đó giống như video trước anh đã nói, 18 tháng tại Đan Mạch làm sao để mình ưu tú á, em coi lại cái đó ha, thì anh đã nói rất là rõ là em sẽ rèn luyện những cái kỹ năng như là trách nhiệm, làm việc nhóm, đạt mục tiêu đó, và những cái kỹ năng khác mà công ty họ thường cần ở một bạn nhân sự mới, thì em nên trau dồi và luyện tập những cái đó cho thiệt là giỏi, để khi mà về Việt Nam em xin việc làm, vào làm cho công ty á, em thăng tiến nó nhanh hơn. Họ thấy được cái sự đóng góp của em, họ thấy được sự chuyên cần, trách nhiệm và hiệu quả của em, thì em lên cấp rất là nhanh ha. Còn những em nào muốn ra khởi nghiệp kinh doanh thì sao? Với số vốn ở Đan Mạch, anh khuyên không nên đem hết vốn ra kinh doanh hoặc đầu tư bất cứ cái gì cả.
em nên kinh doanh gì nhỏ nhỏ thôi. Em nên chia vốn của em ra làm 20 lần, 50 lần. Và mỗi lần kinh doanh một cái gì đó, em nên thử lấy một phần ra thử thôi. Ví dụ như chia ra 20 phần đi. Nó dụ như 500 triệu mà em chia làm 20 phần đó. Là mỗi lần mỗi phần là 25 triệu đúng không? Mỗi cái kinh doanh gì em làm đó, thì em lấy 25 triệu ra em làm thôi. Dù em làm có thất bại, em làm có thua cuộc đi, thì em cũng mất có 25 à. Em mà chơi tới 50% hay 100% là mất hết số vốn luôn. Thì không có cái cơ hội thứ hai, thứ ba, tới thứ 10, thứ 20 để em gồng lên em gỡ lại được hết trơn. Trong kinh doanh thì anh khuyên là nên chia vốn ra nhỏ xong rồi mình làm nhỏ. Tại vì khi mà em mới ra về Việt Nam, em chưa có quen biết nhiều người ở Việt Nam, em chưa hiểu về cách mua hàng, bán hàng ở Việt Nam, em chưa hiểu về cách quảng cáo làm sao, em chưa biết khẩu vị của người Việt Nam làm sao, thì khi em kinh doanh khả năng rất cao là em sẽ fail, thất bại những cái lần đầu tiên. Đó, thì những lần đầu tiên là giống như mình trả học phí vậy em. À, thì mình chia vốn nhỏ ra. Anh ví dụ như em chia 20 lần đúng không? Mỗi lần 25 triệu, em thử tới lần thứ 10 rồi. Đó, thì em vẫn còn 10 lần nữa để em thử. Thì 10 lần mà thất bại chẳng lẽ em không học được kinh nghiệm gì sao? Đúng không? Thì chắc chắn lần thứ 11 thì em sẽ làm được và làm nó hiệu quả hơn rất là nhiều qua những cái sai lầm của mình, qua những cái thất bại của mình. Và em tự em đào tạo bản thân em trở nên thành một con người giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. À, đó thì anh tóm tắt lại ha. Thì nó sẽ có những cái hướng sau 18 tháng tại Đan Mạch. Đúng rồi, 10 sau 18 tháng thực tập tại Đan Mạch. Thứ nhất là em thích Đan Mạch thì em ráng ở lại làm thiệt giỏi và sau đó học tiếng Đan Mạch luôn để làm thường trú ở đó luôn. Thứ hai là em thích cuộc sống châu Âu nhưng mà em không thích làm công việc nông trại nữa thì nên học cái tiếng ở cái đất nước thứ hai để mình có thể là mình du học nghề hoặc là du học miễn phí ở bên đó, sau ra mình làm việc mình cũng được ở lại châu Âu. Thứ ba là mình không thích ở châu Âu mà nó không thích học cái tiếng khác thì mình về mình rèn luyện cái tiếng Anh mình sao cho điểm cao để mình đi du học nghề ở những cái nước như là Úc, New Zealand đang rất là dễ. Để em qua đó em học nghề vài năm, sau đó em ra đi làm việc, sau đó em cũng ở lại lâu dài. Tiếp theo nữa là em về Việt Nam em làm cho công ty thì em phải có những cái tố chất nào, những cái tinh thần nào, những cái kỹ năng nào thì em phải rèn luyện ở Đan Mạch, em phải biết cái đó. Em cứ lên mạng em ghi tuyển dụng việc làm trong cái nghề mà em thích, họ yêu cầu những kỹ năng gì đó. Em viết ra, em luyện tập những cái đó trong suốt 18 tháng 500 ngày, anh bảo đảm với em là em hoàn toàn có thể là có kỹ năng đó. Rồi về Việt Nam em muốn làm kinh doanh thì em nên chia vốn nhỏ ra, sau đó em làm thử ha. Cứ xác định trong đầu là năm cái đầu tiên nó sẽ thất bại, xác định trong đầu luôn ha. Tại vì ai ra kinh doanh đó người ta đều tính cái thắng không mà, người ta không có tính cái thua. Nhưng mình em ra em phải tính cái thua, thua để chứ không phải thua là để mình mất tiền hay là thua là để mình không ngóc đầu lên được, mà thua để mình học ra cái bài học. Thay vì mình mất hết số vốn của mình thì mình thua nhỏ 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 để mình học dần dần ra, sau đó em đi chơi với nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh thì em sẽ học nhanh hơn, em đỡ mất đỡ rủi ro hơn và em ít thất bại hơn, từ từ em sẽ làm lên được ha. Cứ về cứ lao đầu vô làm liền, đã xác định kinh doanh là về lao đầu vô làm luôn, không có chơi chút, không có để tháng sau để đi du lịch cái đã, để chơi đã. Mình kinh doanh mình cũng là tham gia vào cái một cái game rồi em ha. Thành ra là mình về là mình làm luôn. Cho nên là bạn nào, những em nào mà thấy là cái định hướng của mình cần làm rõ hơn nữa, hay là những cái gì mà anh chia sẻ nó phù hợp với em rồi thì em cứ áp dụng theo. Còn nếu như mà nó em cần thêm sự tư vấn, sự hướng dẫn thêm, nhắn trực tiếp cho tụi anh. Đó, tụi anh sẽ định hướng thêm cho em về những cái gì mình cần làm trong 18 tháng tại Đan Mạch và sau 18 tháng tại Đan Mạch mình sẽ chuẩn bị những cái điều gì cho tương lai của mình. À, thì anh hy vọng là tụi em qua video này sẽ biết mình nên làm gì. À, anh Trung sẽ hẹn gặp lại các em trong những cái video kỹ năng tiếp theo. Chào các em.